lâu mới có một lần nha, chứ không phải có hoài nha. Tại vì mọi người biết sao không, uống á, khi mà mình có cái mi đẹp mình mới dám uống, chứ mà mi xấu á, uống nó sẽ bị quéo, mình khó xử lý lắm. Mà khi mà mi bị quéo mình không có xử lý được liền nha mọi người, mình phải cho khách giữ cái trục chừng 3 ngày giữ cái trục lại thì mình mới xử lý được. Bắt đầu mình sẽ bôi cái trục, cũng làm bước tương tự giống như mắt bên kia, mình sẽ chét cho nó dính vô. Mình gỡ ra nó dễ không? Dễ lắm, cái này nó có độ bám ít lắm. Quay giùm chị này rõ không, không cần quét dưới đây đâu ha, không, cái này không cần quét nha, ở trên đây thôi. Hôm nay chị mẫu á, chị mẫu. Alo. Mình hơi kéo cái mí lên chút xíu vậy. À, em mở cửa đi vô luôn đi em. Đó, sát luôn, sát cái chân mí ha. Mẫu đúng thiệt. Nói mẫu này của Minh Anh á. Mẫu Minh Anh đó Hani ơi. Minh Anh là bé mới hả? Đúng rồi. Mẫu của Minh Anh. Bé sắp lên nó mẫu Minh Anh đó. Đó, mình phải đẩy cho nó sát xuống luôn. Chứ nếu như mà không sát á, cái độ cong nó sẽ rất là ít cong. Dạ. Và mọi người nhớ nha, lông mi khỏe là một nè, dài là hai, còn khỏe mà ngắn là không uống được nha, khỏe mà dài mới uống được, và khi dài rồi thì nó phải nhiều nữa nha mọi người. Còn lông mi mà khỏe và dài mà ít á, thì uống nó sẽ rất là xấu. Thành ra để uống được một bộ mi đâu có phải dễ, mình phải lựa người để mình uống được. Sẽ có những khách hàng, khi mà mọi người đi làm sẽ có những khách hàng họ lông mi họ rất là thưa và rất là yếu mà họ vẫn đòi uống, thì nếu như mà người thợ nào nhận là đang nhận cái xui. Tại vì những người đó đảm bảo uống sẽ quéo, và quéo họ sẽ nói lại mình thôi, cầm lên lại mình thôi. Mình phải tư vấn cho họ hiểu. Cùng lắm là từ chối là cách tốt nhất, là cách quyết liệt nhất. Còn nếu như mà mình cứ liều á, mình uống á, thì những cái hậu quả đó mình nhận. Cũng nhiều chị học viên nhắn cho Honey lắm, inbox nói là bây giờ lỡ uống quéo rồi thì sao, nhưng mà gửi cái hình là toàn là mi yếu không à. Giờ mình chỉ cách xử lý người ta cũng mất lòng tin lắm. Lấy cái bấm luôn. Nếu mà nó lên lại. Dạ. Quéo lại là hư lấy rồi. Lấy kéo bấm. Không, bấm xấu lắm chị. Những cái trường hợp như vậy mình chỉ cầu cho mi nó mọc nhanh để nó đẩy cái mối nối ra là nó đẹp lại thôi, hoặc là nó rụng đi thôi. Vậy là cái trường hợp mà bị quéo cứ làm bình thường, các bước sau cứ vẫn làm bình thường hả? Dạ. Ý là bị quéo lúc mà uống mà thấy nó quéo rồi đó. Là ngưng liền. Ngưng liền luôn hả? Dạ đúng rồi. Ngưng liền khi còn quá. Các bước sau nữa cứ nó rụng. Dạ, ngưng liền và dập nước vô liền. Để cho cái nước nó nhả cái thuốc ra. Nhưng mà nó cũng một khi đã quéo là nó rã cái mi rồi. Cái này là đang là cái bước bước dính lông mi lên trục nha mọi người. Cái này là bước dính lông mi lên trục. Chị lấy giùm anh đi cái hộp đó. Ngày xưa người ta chưa có cái trục này để xài. Người ta xài cái trục này mọi người. Người ta xài cái trục này đây. Người ta xài cái trục này. Người ta xài cái trục này thì cái trục này nó sẽ cong theo hình chữ U á, cong ngược lên á, thì nó rất là mất tự nhiên. Bây giờ không ai xài nữa. Thì người ta sẽ xài tiếp là cái trục màu hồng này. Cái trục màu hồng này. Nhưng mà cái bề ngang của nó thì hơi rộng. Thành ra là nó sẽ không cong nhiều. Mà bây giờ người ta sẽ có cái model là xài cái trục silicone này nhiều hơn. Những cái trục này nó có thể tái sử dụng, nhưng mọi người mình xài xong nhiều mình rửa và mình xài lại. Rồi chị Yến đang làm cái bước gọi là mình dính cái lông mi lên trục đó. Khô rất là nhanh. Đó, mình cứ làm tiếp tục như vậy cho nó dính cái lông mi lên trục. Khi mình làm á, mình phải làm chậm chậm thôi để cho nó dính dứt khoát. Còn nếu như mình làm nhanh quá nó sẽ không có dính. Trong bài học con có nha. Bài học con có. Mọi người đừng áp dụng mang tiếng nha. Chết rồi. Vô mình thấy khó quá từ bấm giờ. Bây giờ bắt đầu mình canh giờ. Bây giờ ai ngủ nữa. Đó. Dạ. Thuốc mà. Thuốc. Bây giờ mình lại có thuốc rồi mới canh tiếng. Ta nhổ hết trơn à. Mấy chị chỉnh mấy cái đầu cho nó thẳng. Nó không vừa.
tiêu. Không, em là em sẽ lấy thuốc số 1. Em đi làm đâu rồi? Chút nữa mình lấy cái này. Rồi bắt đầu mình sẽ vô thuốc số 1 nha. Thuốc số 1 nha. Khi mình bôi thì mình sẽ hở chân tí xíu nha. Hơi bôi hơi sát gốc một tí xíu, mình đừng có dính vô cái gốc là được. Tại vì á, thứ nhất là dính gốc nó sẽ cong nhiều cái cọng lông mi. Cái thứ hai là nó cong theo kiểu lờ, kiểu gãy, cong gãy. Còn nếu cái thứ hai nữa là nó sẽ trường hợp nó vô mắt nhiều, thành ra là mình phải hở cái gốc ra và bôi đều nhau. Cái này chắc phải bôi nhiều chút vậy, gấp đôi. Tại vì lông mi khỏe đó mọi người, mình phải bôi, sau đó mình lấy cái màng ủ á, mình ủ nó lại. Mấy chị bôi á, mấy chị hở chân này chút xíu là không cần bôi vô cái ngọn ha. Cái này là mình bôi nó đem ra thôi chứ không cần bôi vô cái ngọn đâu ha. Mọi người thấy cái mùi nó giống mùi gì không? Mùi uống tóc. Đúng rồi, nhưng mà đây không phải thuốc uống tóc đâu nha. Đi thuốc tóc. Đừng nghĩ thuốc tóc cái gì hết, thuốc cái nhét vô cái là quéo à. Mà mình mua cái sản phẩm uống này đâu? Mình mua ở dưới cũng có đó chị. Hàng này là Made in ở đâu? Made in Hàn Quốc, cái hãng Made in Đài Loan. Cái hãng này là nó không có canh thời gian nha mọi người. Cái này không có canh thời gian nha, mình phải tự canh nha. Nếu như mà nó lố thời gian nó sẽ bị quéo. Nhưng mà My chị Đào đảm bảo lố thời gian nó không quéo đâu. Tại vì đôi khi nó quá khỏe. My chị Đào không không quéo luôn chị. Mình uống mấy cái mì khỏe này mình an tâm lắm. Còn uống mấy cái mì yếu yếu á, chỉ cần đúng rồi. À, bữa trước Hani uống cho cái cô kia mà 10 giây trước coi là còn vẫn bực bực ra nha, nhưng mà 10 giây sau là lả luôn á, là gọng mi lả luôn. Mình chỉ cần lố khoảng chừng 2 phút là mi đó quéo liền. Thành ra là cái uống này nó phải canh liên tục đó. Còn quá trình mình mở ra mở vô mình coi như vậy á, là nó có ảnh hưởng không? Nếu mà không được chép thêm cái chị con mắt mình phải nó mới sợ nó bị bung ra chị. Không sao đâu chị. Nó mi chị mỏng. Nó đẹp hơn. Rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ đẩy cái nắp lại. Và mình lấy cái băng keo ủ, mình ủ lên. Cái mục đích ủ này là mọi người thấy là sẽ có một số cọng nó bật ngửa ra nè, thì mình phải ủ nó cho nó lên chứ, chứ không là nó sẽ có cọng cong ít, cọng cong nhiều. Xé một cái quéo. Không có đồ cắt lấy nữa. Số 6 một chút nha mọi người. Xé một cái quéo mà. Khi mà mình mở ra mình kiểm tra sẽ có một số cọng nó bung ra vậy nè mọi người. Thì có nghĩa là nó chưa có ăn thuốc lắm, nhưng mà đa phần á, nó đã ăn hết rồi. Mọi người thấy nè, nó đâu có bật ra nữa. Thì có nghĩa là nó đã ăn rồi ăn nó rồi bật thì ra là nó không ăn. Đúng rồi, nếu mà nó không ăn á, thì mình phải ủ thêm thuốc để cho nó dập thêm nữa. Nhưng mà nó ăn rồi thì mình có thể qua cái bước khác. Đó, qua cái bước khác ha. Rồi, tiếp đi chị. Mình sẽ vuốt cho nó lên hết để cho từng sợi nó chảy đều ra giống như chảy đầu vậy đó mọi người. Để cho cái đầu lông mi nó không có bị bết bết đó, nó không có quéo. Đó, mình sẽ vuốt cho nó lên. Rồi ok, ăn thuốc rồi đó. Em đi đào mới 7 phút rồi cô. Lông mi khỏe vậy mà cũng mới 8 phút rồi đó. 8 phút rồi ha, giờ mình quét cho tới 10 phút rồi bắt đầu 10 phút chắc rã luôn. Rồi ok xong. Bây giờ mình sẽ qua mắt bên đây mình kiểm tra. Mọi người thấy nè, nó ăn luôn nè. Nó bám thẳng vào cái cục trục luôn á, chứ nó không có bật ra. Còn mọi người thấy một số cọng bật ra có nghĩa là nó chưa ăn, nhưng mà nó ngắn không có sao hết. Mình sẽ chải cho nó ngắn mình cũng cứ để đó không có sao, chứ nó chỉ cần hơi cong nhẹ là được rồi. Tại vì những cái cọng ngắn quá mà mình ngồi mình ủ nó nhiều lúc nó quéo chị, vì nó yếu quá tự bứt bỏ. Bạo lực quá. Đừng tin lời chị nó nói nghe không. Nó cũng ăn thôi không sao, cho cái thuốc này vô là nó mềm lông mi. À, bắt đầu thuốc số 2 sẽ là cái thuốc dập lông mi nha mọi người. Vậy là mình không có giúp cái thuốc loại một cái bỏ dạ có giúp bỏ không?
vuốt rồi đó chị, vuốt lại hả, lấy cũng lấy ra đó, mình lấy muốn ra, lấy hết nữa đó. Thì mình lấy thêm nè, lấy tăm bông khô để chùi nha mọi người. Thanh đi thấy sạch rồi đó, xong rồi bỏ thuốc dũi lên. Thuốc sạch mềm. Thuốc này là thuốc số 2 á. Lau sạch đi. Mình lau đúng không? Ồ, mình phải lau sạch đi ha. Nói gì Honey nói. Nãy em chải lên là cái thuốc nó dính lên cái cọ rồi đó. Là mình lấy bớt thuốc ra rồi đó. Hồi đó thuốc nó hôi dữ lắm ha. Không, cái khi đang nghề sẽ được một cặp lông mi. Phải nói cho biết cảm giác chứ. Đúng rồi. Chứ giờ mà tính 10 năm trước sao được. Khó như thế nào. Đó, mình ủ vô. Mình phải cảm ơn cái người. Cái này mình ủ bao lâu? Cái này mình ủ 10 phút luôn đi. Hoặc 5 phút thôi cũng được. Cho nhiều nhiều chút vậy. Nhưng mà nói xong nhìn mặt. Cái mắt nó có hồn. Đúng. Nhìn mắt sâu đẹp. Đúng rồi. Giống như khu cặp mắt của em thì mình nói chữ gì? Của Thái. Tí anh đi nói cho. Em thôi chị anh đi cặp mắt em nói kiểu gì? Của chị á, mắt kìa chị nó kiểu gì đẹp chứ. Phải không? Mà sao em thấy em đi nói sao em thấy xấu quá à? Em nhìn cặp mắt lại em thấy nó sao đâu á. Khi chị đi nói chị làm dày lắm hay sao? Không, em kêu người ta làm thưa thôi, đừng có dày quá. Mà đừng có thưa quá. Nó vừa đủ. Làm thưa thôi mà đừng dày quá, chuyện thưa. Dạ, chép giống như chép thuốc số 1 vậy đó. Dạ. Nó nói như anh đi được, phải mắt chị nói gì đẹp chứ. Vô nằm đi rồi biết, vô nằm đi rồi ha, tính sau đúng không? Tại vì khách vô mà. Chị vô chị nằm đi khách. À, mắt chị à, nói kiểu nào cũng đẹp. Khi mà mình làm mi nó quan trọng cái thần thái lắm nha mọi người. Tự tin lên. Đúng rồi. Mình phải tự tin. Làm quéo lông mi mình cũng phải tự tin. Là tại lông mi chứ không phải tại. Ồ, quéo lông mi rồi chị ơi. Là tại lông mi chứ không phải tại mình. Nói chị đúng là chị mi lên. Đúng rồi. Những cái đó nó sẽ hội tụ được cái bộ mi nó đẹp. Còn khi mà mình tư vấn mình không có tự tin, mình cứ rụt rè. Chị thích nói kiểu gì vậy em? Em cũng biết chị thích nói kiểu gì nữa. Bây giờ chị thích nói kiểu gì vậy chị? Cái này mình cứ đợi cho chị tin. Mình cũng đợi nữa. Dạ, đợi chị.